Hello, xin chào tất cả quý vị anh chị nhé. Em vừa mới về chiếc Porsche Sit 2018 bản Luxury và một mẫu xe du lịch xịn từ đầu luôn. Và 2018 này thì các bác biết rồi đấy, là chạy rất là ít luôn. Chiếc xe này mới chạy có hơn 11 vạn thôi, hơn 10 vạn chuẩn nhé. Xe đẹp, đẹp đấy, rất là đẹp, xuất sắc luôn. Mọi thứ trên xe zin toàn tập luôn các bác ạ. Thì sau đây em mời toàn thể quý vị và anh chị và xem cái mẫu xe Porsche Sit 2018 này nhé, bản Luxury ạ. Vâng, xin mời tất cả quý vị và anh chị ạ. Vâng, đây là một mẫu Porsche Sit 2018 bản Luxury, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt đối. Em đi mua nhiều xe nhưng mà cũng chưa thấy một mẫu xe nào đẹp như này và cứng như này. Đấy, chiếc xe phải nói rất là đẹp luôn. 2018 bản Luxury, còn giá chỉ có trên 600 triệu thôi. Các bác có nhu cầu sử dụng mẫu xe này thì các bác alo ngay để em bán cho các bác mẫu xe này, để các bác sử dụng với những mẫu xe phải nói là đẹp nhất hiện tại các bác nhé. Xe rất là đẹp, bác chủ xe chăm sóc xe rất là kỹ luôn, từ những cái ốp đèn, bộ tem, người rồi ốp gương, ốp tay cửa, bác chăm sóc rất là tốt, khá là đẹp luôn. CNC của zin nguyên hết tất cả các thứ nhé, rất là đẹp. Đấy là một mẫu xe rất là ok luôn. Về nốp nắp còn đến 80% nốp để sử dụng mẫu xe này. Nốp mới thay rất là đẹp, rất là ok luôn. Đấy, nốp rất là dày. Nên anh chị mua mẫu xe này thì về chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ một cái gì nữa nhé. Đấy, tất cả kính kiếp rồi cam hành trình thứ vẫn nguyên hết. Và đây ạ, kính này còn nguyên này, kính zin nhé. Đấy, kính zin, toàn bộ kính zin hết các bác ạ. Và đã nên có cam nghi định đầy đủ rồi này, cam nghi định đầy đủ rồi này, rồi là cam nghi định đầy đủ, và cái có cả màn hình cam lùi, quá hết luôn nhá anh chị nhá, quá là ok luôn. Đấy là mỗi xe rất là ok. Trên côn đấy, côn phanh kia đấy, coi gì đấy, củ số đây các bác cứ quay kỹ củ số lại, vô năng tần số đây, vô năng đây ạ. Đấy, rất là đẹp nhá, không có hề mòn tí nào cả đây. Đấy, và đây cái số đây ạ. Đấy, và phải nói là mẫu xe khá là đẹp luôn. Em phải nói là công nhận là xe là bác chủ xe đi khá là giữ gìn. Ghế này, ghế rất mới, rất là đẹp, rất là căng luôn. Đó, toàn thể này, ghế rất là đẹp. Bác đã bọc, bác này rất cẩn thận, bọc trần 5D và quả trần này thì phải nói là rất chi là đẹp luôn. Bác làm rất là cẩn thận và nên cửa điện hết rồi. Đấy, nên cửa điện rồi. Và phải nói là một mẫu xe từ loa đài tất cả mọi thứ là bác độ thì rất là nhiều. Ốp này, ốp răng đầy đủ này, ốp bật lên xuống này, loa trầm, loa đầy đủ nhé. Máy đang nổ ạ, máy đang nổ rất là êm nhé. Đấy, chị đi nhé, rất là đẹp luôn. Đây, nó chầm vẫn còn nguyên. Đây, khóa này em vẫn để nguyên như thế nhá. Ghế đây ạ, rất là đẹp luôn đấy chị này. Sàn vẫn còn sàn zin. Bọc ấy, anh ấy bảo cẩn thận, anh ấy bọc thêm cái da này, anh trải thêm cái da này. Nhưng còn ở dưới là vẫn còn sàn zin đây này. Đấy, sàn zin hết rồi. Sàn zin hết nhá anh chị nhá. Ghế rất là đẹp luôn. Ghế rất là đẹp, căng, mỏng, rất là đẹp. Đây nốp ạ, nốp khá là dày luôn này, khá là dày. Nói chung là các bác mà mua mẫu xe này thì quá là ok luôn, chứ không phải suy nghĩ gì về bất kỳ cái gì cả. Đây ạ, bác đã chế ghế gập rồi nhá, chế ghế gập rồi. Đấy, ghế gập rồi, nên là xe khá là đẹp, khá là xuất sắc luôn. Mẫu xe phải nói rất tuyệt vời. Đấy,
bậc lên xuống đây ạ. Đấy, bậc lên xuống khá là đẹp nhé chị nhé. Và chiếc xe này đã phủ gầm đầy đủ hết rồi, sơn gầm qua đi đã sơn gầm hết rồi nên là xe rất là đẹp, rất ok, máy vẫn đang nổ rất là êm. Chắc có lẽ là em sẽ quay tới khoang máy cho chị nhé. Vâng, đây ạ, từ mọi thứ này vẫn zin hết này, chưa có dỡ ốc này, chưa dỡ ốc này, rất là zin luôn. Cam vẫn zin đấy, em chưa dọn rửa nhưng mà khi quay xong em sẽ cho chiếc xe này đi dọn rửa. Sơn bảy màu vẫn còn đây này, anh chị nhìn chưa? Đấy, sơn bảy màu vẫn nguyên này. Đây ạ. Nguyên zin hết này. Đấy, chấm sơn của từ trong công ty vẫn có đầy đủ hết nha anh chị nhé. Rất là ok luôn. Đấy, mẫu xe khá là đẹp. Ốc đây ạ. Vẫn zin hết này. Vâng, một mẫu xe phải nói là về chất lượng tất cả thứ thì rất là ok, không phải suy nghĩ về chất lượng nữa rồi. Về thân vỏ thì zin toàn tập rồi, còn lốp trước thì còn đến 80% nữa. Thì anh chị mà mua mẫu xe này về thì quá là ok luôn. Vào đây không hơi thừa các bạn nhé, không thể đi hơi thừa là em sẽ đi mất một cây về. Máy vẫn nóng. Mẫu xe rất là ok. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho anh chị về mẫu xe Fortune City 2018 bản Natsuji. Mẫu xe phải nói khá là đẹp, khá chuẩn chỉ. Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng với mẫu xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 em Khanh. Còn em xin chào tất cả quý vị và anh chị nhé.